Xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review Tiên Nghịch tập 280. Vương Lâm chưa bao giờ ngờ được là ở Thái Cổ Tinh Thần lại có thể thấy Tham Lang. Trong trí nhớ của hắn, Tham Lang hẳn là phải chết rồi mới đúng, chết ở trong Vọng Nguyệt năm đó, đã hoàn toàn bị diệt tuyệt. Lúc này ở Thái Cổ Tinh Thần, trong nháy mắt khi ấy Tham Lang, với định lực của Vương Lâm cũng không khỏi có chút hốt hoảng. Nhìn lại thì đã thấy Tham Lang chạy trốn không còn bóng dáng, chỉ còn lại hơn ngàn tu sĩ đang tụ tập, trợn mắt há mồm. Ánh mắt lóe lên, Vương Lâm nghĩ ngợi, với tu vi của Tham Lang thì tuyệt đối không thể lao ra khỏi phong giới đại trận. Nhưng hôm nay đối phương lại xuất hiện ở nơi này. Mà tốc độ Tham Lang bỏ chạy cực nhanh, khiến cho Vương Lâm cũng phải sửng sốt. Chỉ trong nháy mắt đối phương đã trốn khỏi tu chân tinh này, thậm chí cả mấy thứ pháp bảo trên mặt đất hắn cũng không kịp lấy. Thụ nhân trên mặt đất do rừng rậm biến thành ngơ ngác đứng đó. Mất đi sự điều khiển của Tham Lang, nó cũng không chút bất cứ lực hủy diệt gì nữa. Bên cạnh thụ nhân còn có cái lò khổng lồ, từ đó lan ra khí tức tang thương, làm cho người ta chưa tới gần đã cảm nhận được uy áp kinh khủng. Một bên còn có trường thương do sương mù màu đen tạo thành. Nó cũng không hoàn toàn ngưng tụ thành hình, mà sương mù ở trường thương không ngừng chuyển hóa. Thường thường chỉ trong một nhịp thở sẽ chuyển hóa không dưới 100 lần. Chung quanh còn có 9 tấm bia đá khổng lồ, dường như hợp thành một trận pháp, phát ra u quanh, hình thành một tầng phòng hộ tinh tế. Mà bên ngoài còn có 99 thanh phi kiếm đang xoay tròn, từng đạo kiếm khí gào thét liên tiếp như vô số kiếm long, kinh thiên động địa. Nhìn những bảo vật này, Vương Lâm hít sâu một hơi, đồng tử co lại. Tham Lang này, nhiều năm không gặp, không ngờ lại có nhiều pháp bảo như vậy. Vương Lâm liếm liếm môi, thân thể bước từng bước về phía trước, không thèm nhìn cả ngàn tu sĩ một cái, tay phải giơ lên hung hăng chụp xuống. Lập tức một đại thủ hư ảo hiện ra, bao phủ xuống, 99 thanh phi kiếm liền run rẩy. Dường như đại thủ do Vương Lâm biến ảo ra tràn ngập lực hút, trực tiếp hút toàn bộ 99 thanh kiếm này. Sau khi bắt được 99 thanh phi kiếm, Vương Lâm há mồm phun ra một luồng nguyên thần tinh khí, hóa thành cuồng phong bao vây 99 thanh phi kiếm này. Những tiếng bang bang vang lên, tất cả thần thức ấn ký của Tham Lang đều lập tức tan tành. Trong nháy mắt khi thần thức của Tham Lang bị mạnh mẽ xóa đi, ở trong tinh vực cách rất xa tu chân tinh này, thần sắc Tham Lang đầy hoảng sợ, vội vã bỏ trốn. Trong nháy mắt khi nhìn thấy Vương Lâm, trong đầu Tham Lang không còn ý niệm nào khác. Ngay cả chút ý nghĩ phản kháng cũng không thể nổi lên, lập tức bị sự sợ hãi đối với Vương Lâm chiếm cứ thể xác và tinh thần. Thân thể không kịp để đại não tự hỏi, liền triển khai toàn bộ tốc độ, điên cuồng bỏ chạy. Hắn còn lo tốc độ chậm, hành động chậm thì sợ rằng tất cả pháp bảo sẽ như năm đó, bị đối phương cướp sạch. Tất cả đối với hắn chỉ trong nháy mắt. Lúc này khi tiến tới nơi này, cả người hắn dường như bừng tỉnh, thân thể sững lại, đứng ở trong tinh không thần sắc đầy do dự. Lão tử hiện giờ tu vi so với năm đó cao hơn vô số lần, có thể nói là tiếp cận với thiên nhân suy kiếp. Pháp bảo lại càng nhiều hơn năm đó, mạnh hơn năm đó, dù là tu sĩ thiên nhân suy kiếp lão tử cũng dám đánh một trận. Chỉ một tên tiểu bối Vương Lâm này lão tử sao phải chạy trốn? Tham Lang cắn răng hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi liền phẫn nộ. Hắn không phẫn nộ Vương Lâm mà phẫn nộ bản thân. Lão tử không chạy, trở về giết chết Vương Lâm này, trả mối hận năm đó. Ánh mắt Tham Lang lộ ra sắc khí, đang muốn chuyển hướng quay lại. Thì đột nhiên lúc này sắc mặt hắn ầm ầm đại biến, thân thể sững lại, đồng tử hai mắt co rút. Thần thức trên 99 thanh phi kiếm không ngờ bị mạnh mẽ xóa đi. Đáng chết, Vương Lâm này hiện giờ rốt cục có tu vi gì mà có thể mạnh mẽ xóa bỏ thần thức lạc ấn của ta. Thân thể Tham Lang lập tức dừng lại, sắc mặt âm trầm như nước. Giờ phút này hắn lại nhớ tới cơn ác mộng năm xưa. Ý niệm trong đầu điên cuồng vận chuyển, Tham Lang dậm mạnh chân, vẫn chưa lùi lại mà đi thẳng tới tu chân tinh của Vương Lâm. Chỉ là hắn đi được ba bước thì lại sững lại một lần nữa, sắc mặt tái nhợt hơn, lộ vẻ khiếp sợ. Thần thức lạc ấn trên hộ cốt cửu bi không ngờ cũng bị mạnh mẽ xóa sạch. Hộ cốt cửu bi này là ta tại một cổ mộ thần bí, mấy vạn năm không có thần thức lưu lại, bị thần thức lạc ấn của ta đặt lên đã hoàn toàn dung hợp. Tuyệt không phải là người tầm thường có thể xóa nổi. Này, mới qua bao lâu mà hắn lại có thể xóa được thần thức của ta trên nó? Tham Lang do dự, hắn mơ hồ có cảm giác tu vi của đối phương tuyệt không đơn giản. Đáng hận là ta vừa rồi chạy trốn quá nhanh, căn bản không kịp xem tu vi của Vương Lâm kia. Nhưng dù là cốt bi và phi kiếm bị hắn cướp thì Thiên Hoàng Lô và Vụ Ma Thương, còn có Táng Thiên Mộc Linh của ta hắn tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn lấy được. Hôm nay lão tử liều một phen. Thần sắc Tham Lang dữ tợn, vọt đi, quay ngược lại đường vừa đào tẩu. Chỉ là, gần trong thời gian ba nhịp thở, Tham Lang đang lao đi cơ thể đột nhiên ầm một cái lại xuất hiện. Cả người phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt kịch biến. Vụ Ma Thương bị hắn thu. Thần sắc Tham Lang hoảng sợ, sự sợ hãi như thủy triều tràn ngập trong tâm thần, hoàn toàn bao phủ lấy hắn. Giờ phút này hắn không còn ý định quay lại tìm Vương Lâm gây phiền toái nữa. Ý nghĩ điên cuồng bỏ chạy vừa nãy lại một lần nữa chiếm cứ tâm thần hắn. Không cần phải nghĩ ngợi,
Tham Lang lập tức xoay người hướng về phía xa xa dùng tốc độ bạo tăng tới hơn 90 lần ầm ầm lao đi. Khắc tinh của ta, Vương Lâm đáng chết chém ngàn đao này, hắn đúng là sát tinh cả đời ta. Trong lòng Tham Lang tràn đầy khổ sở, lộ vẻ không cam lòng và phẫn nộ vô cùng, trong đó lại càng có một sự oan ức. Năm đó hắn thật vất vả mới chạy ra khỏi phong giới đại trận, trải qua cửu tử nhất sinh, rốt cục dựa vào đại cơ duyên, đổi được một thân pháp bảo chí cường, vốn tưởng rằng đủ để kinh thiên động địa. Trên thực tế thì tại vùng đất điên lạc này hắn cũng đã làm được như thế. Chỉ là cuộc sống sung sướng của hắn không kéo dài được bao lâu, lúc này khiến hắn gặp phải Vương Lâm. Tham Lang đau khổ từ tận trong tim, vừa bỏ chạy vừa gầm thét giận dữ. Nhưng sau đó, Tham Lang đang rít gào thì thân thể lại run lên, một lần nữa phun máu tươi, thân thể lảo đảo, tốc độ bỏ chạy lại càng nhanh hơn. Khắc tinh đáng chết ngàn đao, vạn đao, ngay cả thiên hoàng lô của ta cũng bị cướp rồi. Thiên hoàng lô của ta. Trong lòng Tham Lang đau đớn, phảng phất như có một bàn tay đánh thẳng vào ngực, giật cả huyết ra. Ngàn lần vạn lần không nên làm trò trước mặt tu sĩ vân độn tộc kia, xuất ra nhiều pháp bảo như vậy. Nếu chỉ lấy một thứ hoặc là không lấy ra thứ gì. Tham Lang rất hối hận, sắc mặt trắng bệch, vừa giống giận vừa bỏ chạy. Tốc độ bỏ chạy của hắn rất nhanh, trong nháy mắt đã cách tu chân tinh của Vương Lâm rất xa, hướng về sâu trong vùng đất điên lạc đi tới. Trên tu chân tinh của ám hạt tộc, đại thủ che trời của Vương Lâm quét ngang, liên tục thu 9 tấm bia. Trường thương hóa vụ, cùng với cái lò khổng lồ rồi, ánh mắt lại rơi vào thụ nhân rất lớn trên mặt đất. Tham Lang lần này cầm bảo vật tới so với bảo vật năm đó cường đại hơn vô số lần. Chỉ cần 99 thanh phi kiếm này là có thể đánh khắp giới nội năm đó. Còn có 9 tấm bia kia nữa, giống như từ xương cốt biến thành, trong đó ẩn chứa khí tức rất mạnh. Quan trọng nhất là trường thương hóa vụ này, bên ngoài không ngờ lại có khí tức của cổ ma. Khí tức này lộ vẻ tang thương, sợ là đã trải qua ít nhất mấy vạn năm rồi, thậm chí là còn nhiều hơn nữa. Về phần cái lò kia cũng tuyệt đối không đơn giản. Phương pháp Tham Lang lưu lại thần thức căn bản là không đúng, giống như cổ thần đại đỉnh. Chỉ điều khiển được một chút mà thôi. Trên thực tế cái lò này có quan hệ lớn lao với cổ yêu. Bên trong nó không có yêu khí nhưng ta lại có thể mơ hồ cảm nhận được vật này có liên quan tới cổ yêu. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, đại thủ che trời lại ầm ầm hạ xuống, thẳng tới thụ nhân không có người điều khiển đang đứng ngơ ngác trên mặt đất. Ầm một tiếng, bàn tay Vương Lâm đã rơi trên người thụ nhân. Một cái vỗ này khiến thụ nhân phát ra tiếng ầm vang nhưng vẫn chẳng di động mảy may, ngược lại bàn tay của Vương Lâm lại bị bắn ngược lên. Có một luồng khí tức màu xanh từ trên người thụ nhân lan ra, đánh tới, không ngờ lại có thể làm cho bàn tay của Vương Lâm chấn động, ầm một tiếng sụp đổ, tứ phân ngũ liệt. Sắc mặt Vương Lâm lóe lên vẻ vui mừng, hắn không ngờ là thụ nhân này lại ẩn chứa lực phòng hộ. Với một chưởng vừa rồi của hắn có thể đánh chết một tu sĩ toái niết, vậy mà thụ nhân này lại chẳng tổn thương gì, ngược lại có thể phản kích. Phải biết rằng đây là dưới tình huống pháp bảo không có người điều khiển. Nếu có người điều khiển thì uy lực của bảo vật sẽ tăng lên gấp mấy lần. Đại bộ phận bảo vật của ta đều tới từ Tham Lang. Tham Lang này thật sự có đại cơ duyên, là con cưng của thiên đạo, bảo vật vô số, đủ để rung động tất cả tu sĩ. Vương Lâm há mồm phun ra nguyên thần tinh khí, hóa thành một tấm lưới ánh sáng thật lớn, trực tiếp bao phủ lấy thụ nhân, sau đó vung tay áo, lập tức cuốn luôn thụ nhân vào không gian chữ vật. Làm xong hết thảy, Vương Lâm xoay người nhìn cả ngàn tu sĩ đã bị hành động của hắn khiến tâm thần rung động, hừ lạnh một tiếng, tay phải giơ lên. Trong lòng bàn tay hắn liền xuất hiện một ngọc bội. Các người có nhận ra vật này hay không? Cả ngàn tu sĩ bốn phía lập tức có một lão giả trong nháy mắt khi nhìn thấy tấm ngọc bội, thân thể ầm ầm run lên, vẻ mặt không thể tin. Ngay lập tức bước lên, cẩn thận quan sát, sau khi nhìn thoáng qua mặt liền xám như cho tàn, thất thanh nói: "Đế lệnh, khi ta chưa trở về, các người một người cũng không được rời đi, toàn bộ chờ ở nơi này." Vương Lâm lạnh như băng nói, một ngón tay chỉ về phía Trung Đại Hồng đang hưng phấn đứng cách đó không xa. "Nghe theo lệnh người này." Sau khi phân phó xong, thân thể Vương Lâm nhoáng lên, hóa thành một đạo cầu vồng lao thẳng về phía chân trời, cất bước liền hiện lên sóng gợn, thân ảnh biến mất. Trong tinh không vùng đất điên lạc, Tham Lang hóa thành một đạo cầu vồng, điên cuồng bỏ chạy. Dọc đường đi thầm mắng chửi liên hồi, tựa hồ chỉ có vậy mới khiến hắn dễ chịu được một chút. Nếu không thì một khi nhớ tới chuyện pháp bảo bị người ta cướp đi hắn sẽ đau lòng tới phát điên mất. Giờ phút này vừa lao nhanh đi, tinh không phía trước Tham Lang đột nhiên có sóng gợn quanh quẩn. Trong nháy mắt khi nhìn thấy gợn sóng này, sắc mặt Tham Lang đại biến, không chút do dự chuyển hướng, tay phải giơ về phía trước. Lập tức liền có một phiến lá khô lớn bằng ba bàn tay xuất hiện. Phiến lá cây này vừa xuất hiện liền bị Tham Lang lập tức cầm lấy, hung hăng vứt về phía sóng gợn giữa tinh không. Nhất Diệp Phong Thiên. Phiến lá khô vàng này thoạt nhìn thì rất tầm thường, không có bất cứ sự thần kỳ nào. Nhưng trong nháy mắt khi nó rơi vào trong sóng gợn thì liền có ánh sáng vào từ đó bộc phát ra, một lực phong ấn mênh mông tràn tới. Đột nhiên phiến lá khô vàng kia dường như được phóng đại lên vô số lần, trực tiếp khắc vào tinh không, vây kín sóng gợn kia. Mặc cho nó dãy dụa thế nào cũng không thể thoát khỏi phạm vi của lá cây.
Tham Lang sau khi ném lá cũng không dám nhìn kết quả mà thân thể nhoáng lên. Dưới hai chân liền hiện lên ánh sáng màu tím, chợt hóa thành hai luồng sương mù màu tím. Sương mù này cuồn cuộn quay cuồng, mơ hồ truyền ra tiếng rít gào thê lương, lại hình thành hai ma ảnh màu tím thật lớn. Hai ma ảnh này không ngờ lại có hình dáng của cổ ma. Dẫm lên hai ma ảnh, trong tiếng gào thét, tốc độ của Tham Lang lại nhanh hơn, chớp mắt một cái liền biến mất. Thân ảnh hắn vừa biến mất thì từ trong sóng gợn bị lá cây phong ấn trong tinh không, Vương Lâm bước ra. Thân sắc hắn âm trầm, sau khi xuất hiện tay phải liền vung lên đánh về phía trước một cái. Ầm một tiếng, hữu quyền của Vương Lâm đã cách không va chạm với lá cây phong ấn, tạo nên tiếng chấn động đinh tai. Nhưng lá cây kia lại chẳng hề di động mảy may. Một lực phản chấn mạnh mẽ đánh trở lại Vương Lâm. Đây là thứ lá cây gì? Đồng tử trong hai mắt Vương Lâm co rút lại, vẫn chưa tấn công tiếp mà bước về phía sau một bước. Thân thể dung nhập thiên địa, không đi từ nơi này mà vòng qua lá cây truy đuổi Tham Lang. Sau lúc Vương Lâm rời đi, sóng gợn tiêu tan, lá cây kia chợt lóe lên ánh sáng vàng, cũng biến mất. Tham Lang trong tinh không phóng đi, hai ma ảnh dưới chân truyền ra tiếng gầm thét, khiến cho tốc độ của hắn mắt thường không thể thấy nổi. Đang lao đi thì thần sắc hắn lại biến đổi, tay phải giơ lên, trong lòng bàn tay lại xuất hiện phiến lá khô vừa vất lúc này. Nhìn lá cây, trên mặt Tham Lang lộ ra một tia đắc ý. Nhất Diệp Phong Thiên của lão phu dù là tu sĩ thiên nhân đệ ngũ suy muốn phá vỡ cũng phải tốn một phen công phu. Ta không tin là tu vi của Vương Lâm này đã đạt tới thiên nhân đệ ngũ suy. Tham Lang thu hồi lá cây, hướng về phía trước bay nhanh đi. Một lát sau, thân thể hắn lại sững lại, lộ ra nụ cười lạnh, tay phải lại vung lên một lần nữa. Phiến lá cây kia liền bay ra, hướng thẳng về hư không phía trước. Trong nháy mắt khi lá cây rơi xuống, trong hư không liền có sóng gợn hiện ra. Nhưng Tham Lang không biết sử dụng phương pháp gì mà không ngờ lại biết trước được chuẩn xác nơi Vương Lâm sắp hiện ra. Thần thông của lão tử, thuật bỏ chạy là cường hãn nhất. Trong thiên địa này, nếu nói về bỏ chạy thì hiếm người nào có thể sánh với lão phu. Nếu không phải vậy thì pháp bảo trên người ta sớm đã bị kẻ khác giành lấy sạch bao nhiêu lần rồi. Tham Lang hừ lạnh, thân thể lại nhoáng lên, lập tức bắt đầu cấp tốc bỏ chạy. Nhưng đột nhiên trong lúc này, giữa tinh không lại xuất hiện một đạo huyết quang kinh thiên. Huyết quang này lúc xuất hiện dường như ở xa vô tận nhưng trong nháy mắt đã bao phủ cả tinh không. Từng trận rít gào bén nhọn vang lên kinh thiên động địa. Sắc mặt Tham Lang lập tức đại biến, không kịp né tránh. Huyết quang như thủy triều ngay lập tức ập tới, từ xa nhìn lại trông vô cùng kinh người. Huyết quang kia ngập trời, giống như một cái miệng lớn lấy tốc độ không thể tưởng tượng trực tiếp lao tới cắn nuốt Tham Lang. Cùng với huyết quang xuyên thấu qua người Tham Lang, nhưng tiếng bang bang vang lên khắp Tham Lang, lại có những tiếng va chạm như tiếng kim loại va chạm truyền ra. Một tiếng hét thảm thiết vang lên, huyết quang trôi qua, thân thể Tham Lang bị đánh tung. Hắn cũng phun một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, trên ngực áo lộ ra một mảnh đen kịt. Hóa ra trên người hắn có ẩn giấu một bộ áo giáp. Trên ngực áo hắn lúc này xuất hiện vô số khe nứt, lan tràn ra bốn phía. Ngoài thân thể hắn, huyết kiếm bị chấn bay ra hơn 10 trượng. Tham Lang giơ tay phải lên, hai ma ảnh dưới chân lập tức hóa thành hai đạo hắc khí, vờn quanh thân thể hắn, hình thành một luồng gió lốc màu đen. Vừa xoay tròn vừa phát ra tiếng chấn động kịch liệt, cuốn Tham Lang nhanh chóng bỏ chạy. Hết thảy mọi chuyện đều diễn ra trong nháy mắt. Ngay khi Tham Lang ở trong cơn lốc màu đen bỏ chạy, ở chỗ lá cây phong ấn, Vương Lâm bước ra. Sau khi hiện thân, Vương Lâm không cần nghĩ ngợi, tay phải chụp về phía trước một cái, lập tức nắm lấy cái lá kia. Tham Lang trọng thương bỏ chạy dĩ nhiên là không thể điều khiển phiến lá này nữa. Sau khi bị Vương Lâm chụp lấy, liền bị hắn đánh lên vô số cấm chế phong ấn, không rảnh mà đi nghiên cứu, trực tiếp ném vào trong không gian trữ vật. Khi ngẩng đầu lên thì Tham Lang đã trốn không thấy tung tích. Thần sắc Vương Lâm lạnh lùng nhưng mơ hồ lại hiện lên vẻ hưng phấn. Có ý tứ, Tham Lang này trên người quả có không ít pháp bảo. Mọi lần gặp được người này ta đều gặp vận may thật lớn, lại càng đoạt được vô số pháp bảo. Năm đó toàn bộ pháp bảo của hắn đã bị ta lột sạch, vốn tưởng là hắn phải chết, không ngờ hôm nay gặp lại càng có nhiều pháp bảo hơn. Tính cách người này ta cũng hiểu một chút, nếu ta không bức hắn nóng lên thì hắn rất ít khi lộ ra loại pháp bảo. Giống như ở trên tu chân tinh kia, hắn chỉ biết lấy ra từng thứ một. Mà trên người kẻ này có rất nhiều bí mật. Trước tiên không nói hắn lấy được pháp bảo từ nơi nào. Chỉ cần nói hắn dùng loại phương pháp nào tiến vào thái cổ tinh thần đã là điều ta muốn tìm hiểu. Thân thể Vương Lâm bước về phía trước một bước, biến mất. Hai người trong tinh không một đuổi một chạy, cả đoạn đường ầm ầm mà đi, khiến cho nhiều tộc lạc trong vùng đất điên lạc chú ý. Nhưng khi nhìn thấy tốc độ của hai người thì đám người này không dám để ý tới nữa. Người có loại tốc độ này tu vi hiển nhiên rất mạnh mẽ. Trong khi bỏ chạy, Tham Lang kêu khổ không ngừng, Vương Lâm như giòi trong xương, căn bản không thể thoát. Một đoạn đường này Tham Lang cũng đã ít nhiều nhìn ra tu vi của Vương Lâm. Hắn mơ hồ cảm giác mình không thể đối kháng. Nhưng nếu như thúc thủ chịu trói thì lại không phải là tính cách của hắn. Giờ phút này Tham Lang vừa lao đi, sắc mặt lại biến đổi, cảm thấy tinh không bên phải có biến đổi rất nhỏ. Hắn cắn răng, tay phải lật lên,
chụp vào hư không một cái. Lập tức có một cái bình ngọc màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Bình ngọc này lạnh như băng, từng trận ma khí tràn ngập lan ra. Bên ngoài bình ngọc có điêu khắc một đồ án, không ngờ có hình dáng như cổ ma. Phun một ngụm máu tươi lên bình ngọc, Tham Lang hét lớn. Ta mượn 300 ma hồn, phong sát người này xong xin trả lại 3 vạn phách của sinh linh. Máu tươi hắn vừa mới đụng tới bình ngọc lập tức bị nó hấp thụ. Cùng lúc đó, trên bình ngọc ở nơi Tham Lang nắm liền có hai cái răng nanh thò ra đâm vào ngón tay Tham Lang. Máu tươi trong cơ thể hắn liền bị hút một lượng lớn vào trong bình. Mọi chuyện trong nháy mắt đã hoàn thành. Bình ngọc kia sau khi hấp thụ đủ máu thì bên trong liền có một tiếng như tiếng thở dài vang lên. Cùng lúc đó một lượng lớn sương mù màu đen từ trong bình ngọc phun ra. Cảnh tượng này giống như chiếc bình đã trở thành một ngọn núi lửa đang bộc phát. Sương mù màu đen ngay lập tức sau khi phun ra liền hóa thành một ma hồn dữ tợn. Trên đầu ma hồn này có một chiếc sừng, hóa ra là cổ ma. Trong hai mắt cổ ma này tỏa ra vẻ điên cuồng và oán độc vô tận, dường như bị áp chế trong vô tận năm tháng, đã phải trải qua sự thống khổ không thể tưởng tượng nổi. Giờ phút này toàn bộ phóng ra, lập tức oán khí ngập trời trào ra. Một tiếng kêu thê lương từ trong miệng ma hồn này truyền ra, kinh thiên động địa. Trong nháy mắt, ở giữa tinh không này, bên ngoài thân thể Tham Lang đã có 300 ma hồn ầm ầm lao ra. Mỗi một ma hồn đều tỏa ra khí tức tương đương với tu sĩ thiên nhân đệ nhất suy. Chúng xoay tròn quanh người Tham Lang, tạo ra gió lốc kinh thiên động địa. Ma khí tung hoành, trong lúc xoay tròn gào thét liền ầm ầm lao tới tinh không phía trước. Trong tích tắc này, sóng gợn trong tinh không chấn động, thân ảnh Vương Lâm hư ảo hiện ra. Nhưng hắn còn không kịp đi ra thì gió lốc đã tới trước rồi. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra ánh sáng kỳ dị, liếc mắt một cái là có thể nhận ra trong gió lốc là hình ảnh của cổ ma. Cổ ma này cực kỳ giống với tháp giả năm đó. Duy có một chút bất đồng đó là trong đồng tử bên trái của cổ ma không có tinh điểm mà là một đám khí lượn lờ. Đám khí này lưu động trong nháy mắt khi rơi vào mắt Vương Lâm thì trên mi tâm hắn liền có cổ thần tinh điểm tự động biến ảo ra, xoay tròn. Khí tức của cổ thần. Thần sắc Vương Lâm biến đổi. Hắn cảm nhận được rõ ràng dòng khí trong đồng tử của pho tượng cổ ma trong gió lốc bất ngờ chính là do cổ thần lực ngưng tụ ra. 300 cổ ma bị một cổ thần lực cường đại phong ấn. Chỉ trong tích tắc này Vương Lâm đã hoàn toàn minh bạch. Trong nháy mắt khi cơn gió lốc cổ ma tới gần, trong người Vương Lâm truyền ra tiếng bang bang, ngửa mặt lên trời giống to một tiếng. Đây không phải là tiếng giống dùng pháp thuật thần thông tạo nên mà là tiếng giống của cổ thần. Cổ thần tinh điểm trên mi tâm của Vương Lâm xoay tròn, cổ thần lực mênh mông tràn ngập toàn thân, hóa thành tiếng giống kinh thiên động địa. Một tiếng giống này khiến cho ma phong đang bay tới ầm ầm rung chuyển, không ngờ lại ngừng lại, không dám đi tới. 300 cổ ma trong đó ánh mắt lộ ra sự sợ hãi không thể hình dung. Chúng từ tiếng giống này cảm nhận được sự tồn tại của cổ thần. Sâu trong trí nhớ của chúng, cảnh tượng năm đó lại trào lên, bao phủ chúng. Ầm một tiếng, ma phong liền tự tan nát, 300 cổ ma bay tứ tán về bốn phương tám hướng. Biến hóa này quá nhanh, khiến cho Tham Lang căn bản không kịp phản ứng, sững sờ đứng đó. Hắn chẳng sao hiểu nổi một kiện chí bảo lại chỉ vì một tiếng giống mà hỏng mất. Ta rốt cục đã biết Tham Lang ngươi tìm được những pháp bảo này ở đâu rồi. Không ngờ được ngươi lại có thể tới nơi đó. Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ mừng rỡ như điên, bước từng bước về phía Tham Lang. Khắc tinh, hắn là khắc tinh của ta, ngay cả pháp bảo cũng bị hắn khắc. Tham Lang vừa hét lên chói tai, thân thể vừa vội vàng lùi lại phía sau, khi thấy Vương Lâm đuổi theo từng bước. Tham Lang liền vứt mạnh bình ngọc màu tím trong tay phải về một hướng. Động tác này năm đó hắn đã làm, hắn sau khi đi tới thái cổ tinh thần mỗi lần nhớ lại chuyện năm đó đều đau lòng nổi giận. Lại cũng phát lời thề cuộc đời này sẽ không bao giờ làm chuyện vì bỏ chạy mà vứt bỏ pháp bảo để hấp dẫn đối phương nữa. Theo hắn thấy, khi pháp bảo bị đoạt đi thì so với việc giết hắn còn khiến hắn điên cuồng khó chịu hơn. Giống như đại đỉnh Nazi, như thái cổ lôi long năm đó. Nếu hắn biết đại đỉnh Nazi đã mấy lần giúp Vương Lâm thoát khỏi sát kiếp. Nếu hắn biết được nhờ vào thái cổ lôi long mới khiến Vương Lâm có cơ hội lôi tu. Lại càng khiến cho Vương Lâm tại La Thiên Tinh vực thanh danh hiển hách, thậm chí cuối cùng còn sinh ra bổn nguyên lôi đỉnh. Hết thảy chuyện này nếu hắn biết được chắc chắn sẽ phun máu tươi, đau lòng muốn chết. Lão phu có được vận may lớn, có được đại cơ duyên, là con cưng của thiên địa, được thiên đạo ân sủng. 8 tuổi đã đào được hoàng tinh trăm năm nuốt vào, 13 tuổi lần đầu tiên ở sườn núi tìm được một cây chu quả 500 năm. 18 tuổi lúc trúc cơ lại có được thái cổ lôi long. Sau khi kết đan chém giết cường địch, khi thấy không địch lại thì trên bầu trời đột nhiên rơi xuống một đại đỉnh đập chết hắn. Từ đó về sau cả đời chót lọt, Sơn Hà Đồ, Trừ Hồn Sơn, Thần Châm, đủ loại bảo vật ta đều có được. Cuộc đời ta chỉ có một thiên nghịch là không gặp thuận lợi. Cho tới khi gặp phải khắc tinh đáng chết này. Chính hắn đã lấy đi toàn bộ pháp bảo của ta, cướp đi toàn bộ tâm huyết của ta. Cũng may là ta có số may, đại nạn không chết, ngược lại còn có kỳ ngộ khác, đạt được càng nhiều pháp bảo hơn, có được tu vi càng mạnh hơn. Nhưng khắc tinh đáng chém ngàn vạn đao này không ngờ lại không buông tha cho ta, tới tận thái cổ tinh thần. Tham Lang nhớ lại tất cả mọi chuyện,
trên mặt tràn đầy bi phẫn, vội vàng lùi lại phía sau. Vương Lâm cất bước, khuôn mặt lộ vẻ như cười như không, khi thấy Tham Lang ném bình ngọc màu tím kia về một hướng khác rồi chạy về hướng ngược lại. Hắn liền không đuổi theo Tham Lang nữa mà nhoáng lên, lao tới bình ngọc đó. Tham Lang thấy Vương Lâm thay đổi phương hướng liền vội vàng vung tay lên, trong tay liền hiện ra một cây quạt lớn. Cây quạt này màu vàng, vừa mới xuất hiện liền có kim quang sáng chói tinh không. Trên mặt cái quạt này có khắc hình một con thú kỳ dị, bộ dáng dữ tợn, thân như rồng nhưng không có chảo, ngược lại lại có rất nhiều cánh. Nửa thân thể nó nhập vào trong mây, giống như đang bay rất nhanh. Xuất ra cây quạt này, Tham Lang vung mạnh lên. Lập tức một tiếng kêu to từ trong quạt truyền ra, bên ngoài truyền tới tiếng gió rít kinh thiên, hóa thành sấm động ầm ầm. Đột nhiên mãnh thú trên quạt như sống dậy, trong tiếng rít gào liền từ trong cái quạt biến ảo ra. Lập tức quấn quanh Tham Lang, hướng về phía xa hoa thành một mảng mây đen, dùng tốc độ cực nhanh bay đi. Vương Lâm không để ý tới Tham Lang, cất bước nhanh chóng đuổi theo cái bình ngọc màu tím, tay áo vung lên liền trực tiếp bắt lấy cái bình ngọc này. Trong tiếng cười dài liền chuyển thân, dùng xúc địa thành thốn đuổi theo một lần nữa. Tham Lang này đúng là phúc tinh trên đường tu đạo của Vương Lâm ta. Vương Lâm vừa cười to, thân ảnh biến mất. Thân thể Tham Lang được tầng mây bao phủ, có mãnh thú kỳ dị dài cả trăm trượng kia quấn quanh. Trên người nó có gần trăm đôi cánh, mỗi lần đập cánh thì tốc độ đều tăng mạnh, lấy mắt thường không thể nhìn rõ tốc độ bay đi của hắn. Trong tinh không, một mảng sóng gợn lại hiện lên, đuổi theo không bỏ. Sóng gợn kia giống như sóng ngoài khơi xa, ầm ầm tới gần, bên trong mơ hồ hiện ra thân ảnh của Vương Lâm, càng đuổi càng nhanh. Nhưng tốc độ Tham Lang giờ phút này đã đạt tới cực hạn, thủy chung vẫn bảo trì một khoảng cách nhất định với Vương Lâm. Dù Vương Lâm dùng bổn nguyên lôi đình đại thành, dùng lôi lực truy đuổi thì cũng không cách nào trong thời gian ngắn đuổi theo. Nhưng Vương Lâm không vội. Tha hương gặp cố chi, việc này vốn là chuyện khiến người ta cao hứng. Giờ phút này, Vương Lâm lại càng cao hứng hơn, có thể gặp được Tham Lang, khiến hắn ngạc nhiên, lại càng khiến hắn vui mừng. Nhất là lúc này Vương Lâm đã nhìn ra, tất cả pháp bảo của đối phương đều có liên quan tới ba đại cổ tộc, đã xác định bảo vật của Tham Lang này là lấy từ nơi nào. Địa phương kia đối với người khác có lẽ tác dụng không lớn nhưng đối với Vương Lâm mà nói lại là một cơ may không thể tưởng tượng nổi. Đối với Tham Lang đã đem tới cơ may này cho mình, Vương Lâm càng nhìn càng thấy thuận mắt. Âm hồn không tan, âm hồn không tan. Tham Lang cực kỳ khó chịu, dường như có cây kim không ngừng châm vào trái tim hắn, khiến hắn đau đớn. Mà nguyên nhân của sự thống khổ này chính là phải thấy pháp bảo bị đoạt. Hắn đoạt đi phi kiếm, hộ cốt bị, lấy thiên hoàng lô, vũ ma thương, lại cả vạn cổ mộc linh cũng không tha. Thậm chí cả cổ tức diệp và ma hồn bình cũng cướp rồi. Một nửa pháp bảo trên người ta giờ phút này đã thành của hắn. Vương Lâm đáng chết này còn không cho ta đi, không cướp toàn bộ pháp bảo của ta thì không bỏ qua. Tham Lang càng nghĩ lại càng bi phẫn, vừa gầm thét thì lửa giận cũng bùng lên trong lòng. Hắn cắn răng một cái, đơn giản không chạy nữa, xoay mạnh người, giữ tợn nhìn chằm chằm về phía sau. Lão tử không chạy nữa, liều mạng với tên đáng chém ngàn đao ngươi. Ánh mắt Tham Lang đỏ bừng, hắn vốn là hạng người lạnh lùng, sát lục cực nặng. Nếu không phải là bị Vương Lâm hù dọa, đạo tâm có khe hở, khiến cho Vương Lâm trở thành ác mộng của hắn, thì quả quyết sẽ không thể khâu chiến mà bỏ chạy, càng không đến mức chật vật thế này. Lúc này hắn bị Vương Lâm bức tới tức điên, trong nháy mắt lại quên mất bóng ma trong ác mộng của mình, hai tay bắt quyết hướng về phía trước vung lên. Lập tức trước người hắn ầm ầm mở ra một cái khe không gian rất lớn. Yêu Lang hàng thế, phạt diệt đạo thiên. Tham Lang vừa rít gào, quần áo vừa bay phần phật, tóc không gió mà tung bay. Trong cái khe trước người đột nhiên tỏa ra yêu khí ngập trời. Yêu khí này Vương Lâm rất rõ ràng, chính là khí tức của cổ yêu. Yêu khí ầm ầm từ trong cái khe trào gian, tràn ngập tinh không trong nháy mắt. Một luồng sương mù màu đỏ từ trong đó lan ra rất nhanh, trong nháy mắt liền chui vào thất khiếu của Tham Lang. Những tiếng gào thét thống khổ từ trong miệng Tham Lang truyền ra. Toàn thân hắn nổi gân xanh, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, trong tiếng gầm nhẹ, quần áo vỡ vụn, lộ ra một bộ áo giáp đen ngòm. Cùng lúc này thì ở phía sau, tinh không dường như nghịch chuyển. Một hư ảnh cả vạn trượng ầm ầm xuất hiện. Hư ảnh này là một đầu lang, một yêu lang. Yêu lang này xuất hiện trong tinh không liền khiến cho yêu khí trong tinh không tăng lên gấp bội. Hóa thành một dòng xoáy khổng lồ, lấy Tham Lang làm trung tâm, như sóng lớn tràn ra khắp phương viên hàng vạn dặm bốn phía. Trong vạn dặm, toàn bộ biến thành dòng xoáy khổng lồ. Dòng xoáy này xoay tròn phát ra tiếng động ầm ầm. Giữa trung tâm của dòng xoáy, yêu lang toàn thân phát ra ánh sáng màu đỏ, nhất là hai mắt lại có màu tím, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng sói tru. Tiếng hú này kinh thiên động địa, khiến cho hết thảy sinh linh khi nghe thấy mà tâm thần rung động, dâng lên nỗi sợ hãi từ tận sâu trong tâm hồn. Cổ yêu. Thần sắc Vương Lâm hơi ngưng trọng, dưới lực tấn công của yêu khí kia khiến cho hắn đang dung nhập thiên địa phải lộ ra thân ảnh. Ngay lúc thân ảnh hắn xuất hiện, đầu yêu lang kia lại gầm thét một lần nữa, cúi đầu nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, thân thể đột nhiên lao vào ra. Nó lao tới khiến Vương Lâm cảm thấy như một tinh cầu lao tới, lại cũng khiến cho dòng xoáy bốn phía do yêu khí hóa thành điên cuồng co rút. Ngưng tụ lại,
dường như khiến yêu lang biến thành một cái động không đáy. Trong phạm vi 10 vạn dặm, yêu khí không ngừng co rút lại, cuốn cả tinh không, hình thành một lực hút thật lớn. Dưới lực hút này, bất luận kẻ nào cũng khó có thể lui lại phía sau. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cơ hồ chỉ trong nháy mắt. Yêu lang nọ mở miệng gầm thét một lần nữa, hướng về phía Vương Lâm cắn tới. Năm đó đoạt pháp bảo của ta, đáng chết. Hiện giờ lại tới cướp đoạt, đáng chết. Tham lang ta từ khi tu đạo tới nay chưa từng bị người nào khi nhục như thế. Ngươi đáng chết, 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 chết. Tiếng nói chói tai của tham lang vang lên như điên cuồng. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, hư lạnh một cái, trong tích tắc khi yêu khí 10 vạn dặm cuốn tới. Trong cơ thể hắn lập tức có tiếng bang bang truyền ra, cả thân bành trướng, trong thời gian ngắn liền hóa thành lớn gần ngàn trượng, trở thành một cổ thần lục tinh. Tinh điểm cổ thần trên mi tâm cấp tốc xoay tròn. Thân thể Vương Lâm lùi về phía sau một bước, tay phải giơ mạnh lên. Dưới một tiếng gầm nhẹ liền xuất hiện huyết quang ngập trời. Từ xa nhìn lại, dường như tay phải Vương Lâm đang cầm cả một thiên địa huyết quang. Huyết quang kia phát ra ánh sáng chói mắt, dưới tay phải đang giơ cao của Vương Lâm hóa thành một thanh huyết kiếm lớn trăm trượng. Cầm huyết kiếm trong tay, ngay trong khoảnh khắc khi yêu lang cắn tới còn cách hắn không tới 10 trượng, tay phải Vương Lâm hung hăng chém xuống. Huyết kiếm trăm trượng ầm ầm chém xuống, bên ngoài tuôn ra kiếm quang vạn trượng. Kiếm mang màu đỏ đậm như máu tươi, từ xa nhìn lại dường như Vương Lâm không phải cầm một thanh kiếm mà là một cái roi thật lớn, kéo dài, trực tiếp va chạm với yêu lang. Trong tiếng ầm ầm kinh thiên động địa, kiếm quang đỏ đậm rơi vào đầu yêu lang. Lập tức nó kêu lên một tiếng thảm thiết, bị kiếm mang thế như trẻ tre kia trực tiếp chém tan đầu, mở ra một cái rãnh rất sâu. Kiếm mang kia nhanh chóng chém vào trong cái rãnh đó, khiến cái rãnh càng ngày càng lớn, càng ngày càng sâu, cuối cùng ầm một tiếng liền xuyên thấu qua cơ thể yêu lang. Một kiếm này chém yêu lang thành hai nửa. Thân thể yêu lang bị chia làm hai, dưới lực lao tới lúc đầu giờ đây liền lao qua hai bên Vương Lâm. Ở phía sau hắn phân tán ra, tiêu tan trong tinh không, chỉ còn lưu lại một tiếng rít gào không cam lòng vang vọng. Thần sắc Vương Lâm như thường, ánh mắt như đuốc nhìn về phía tham lang. Ánh mắt tham lang lộ ra vẻ sợ hãi vô cùng, trong tiếng thét chói tai liền lui lại phía sau, tay phải vung lên, không chút do dự xuất ra pháp bảo cực mạnh của hắn. Đây là một pho tượng khắc gỗ bị tàn phá. Ngay trong nháy mắt khi pho tượng khắc gỗ này xuất hiện, giọng nói bình tĩnh của Vương Lâm liền vang lên trong tinh không. Thân thể tham lang đột nhiên sững lại, không thể di động nửa điểm, vẻ hoảng sợ trong mắt lập tức bạo tăng. Không phải sợ, trả lời ta vài vấn đề, ta sẽ không giết ngươi. Ta không ngờ lại bị hắn thi triển định thân thuật cực kỳ bá đạo này. Trong lòng tham lang nổi lên sóng lớn, sự sợ hãi trong mắt tràn lan, chi em toàn bộ hai mắt hắn. Khắc tinh này thật hèn hạ, hắn đã có loại thần thông định thân này mà từ đầu không thèm sử dụng ngay. Đợi ta xuất ra pháp bảo cực mạnh mới thi triển, chặt đứt hy vọng cuối cùng của ta. Nguyên thần và nguyên lực trong cơ thể tham lang, thậm chí là cả thần thức cũng không thể di động nửa điểm, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Lâm từ xa đi lại. Pho tượng bị tàn phá kia không có bất cứ khí tức gì lan ra, lẳng lặng lơ lửng bên phải tham lang. Thân thể Vương Lâm trong khi di động dần dần thu nhỏ lại. Hắn khi đứng trước người tham lang thì đã hóa thành một người bình thường. Vẫn chưa thèm để ý tới tham lang mà vươn tay chụp một cái, cầm pho tượng bị tàn phá trong tay. Thấy Vương Lâm lấy đi pháp bảo cực mạnh của mình, trong lòng tham lang giống như bị một thanh lợi kiếm xuyên qua rồi lại rút ra, liên tục cả trăm, cả ngàn lần, vạn lần. Nỗi đau đớn kịch liệt khiến cho tham lang bị lửa giận công tâm, máu tươi trào ra khỏi miệng. Chỉ là chút bảo vật, tham lang tiền bối sẽ không hẹp hòi như vậy chứ. Năm đó tiền bối đã tặng tại hạ không ít pháp bảo. Hôm nay gặp lại lại tiếp tục tặng, Vương Lâm ta lại không tiện bất kính, đành phải nhận vậy. Vương Lâm nở nụ cười, trong lúc này chuyển ánh mắt rơi vào pho tượng bị tàn phá này quan sát kỹ. Vừa nhìn lại, thân sắc Vương Lâm liền có biến hóa. Pho tượng này thoạt nhìn rất tầm thường, bên ngoài lại có nhiều chỗ hư hỏng, trông tương đối quỷ dị, khác một người. Người này thoạt nhìn như trung niên, toàn thân mặc một bộ đạo sam lưu vân, tướng mạo tầm thường. Nhưng từ trên người hắn lại mơ hồ lan ra một sự uy nghiêm nhẹ nhẹ, cũng không khiến người ta chấn động sợ hãi. Nhưng ánh mắt Vương Lâm khi vừa tiếp xúc với ánh mắt pho tượng này thì trong tích tắc, cả người hắn ầm ầm run lên. Chính là run rẩy toàn thân. Trước mắt Vương Lâm, tinh không trong nháy mắt sụp đổ, bị xé rách. Có một luồng lực lượng không thể hình dung từ trong pho tượng bộc phát ra, theo hai mắt Vương Lâm trực tiếp nhảy vào trong tâm thần hắn. Trong tay Vương Lâm, thiên địa ầm vang, dường như là cả lôi đình đều bị đánh tan. Dù là tinh không, thiên địa, hết thảy vạn vật tồn tại trong nháy mắt đều sụp đổ, hóa thành hư vô. Cũng trong hư vô này, Vương Lâm mất đi tâm thần, cả người bị cỗ lực lượng này đánh sâu vào, lâm vào mê mang. Cũng không biết trải qua bao lâu, 10 năm, 100 năm, ngàn năm, 10 vạn năm. Cho tới một ngày Vương Lâm thấy trong tinh không vốn đã không còn tồn tại thiên địa tựa hồ xuất hiện một đại lục. Đại lục này vô biên vô hạn. Trong mơ hồ, Vương Lâm có cảm giác minh ngộ. Phạm vi của đại lục này đã vượt qua cả thái cổ tinh thần, vượt qua cả giới nội. Cho dù là hai giới hợp lại thì cũng còn xa mới có thể bằng một phần vạn của đại lục này. Trong tâm thần đã xem xét tất cả,
Lúc này mọi thứ lại hóa thành một mảnh hư vô. Vương Lâm sững người, run lên, tỉnh lại. Trong tinh không hay là phiến thiên địa này, tham lang trong mắt vẫn tỏa ra sự sợ hãi nồng đậm, bị định thân thuật khiến không thể di động. Là hắn đắm chìm trong trạng Vương thái Lâm kỳ dị kia bao nhiêu năm, thực tế là đã tỉnh lại trong một khắc. Vương Lâm hiểu rõ, tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra trong nháy mắt. Nếu nói chính xác ra thì thời gian đó chỉ trong tích tắc khi hai mắt hắn tiếp xúc với pho tượng mà thôi. Chỉ là ảo giác. Thần sắc Vương Lâm lộ vẻ phức tạp, hắn không muốn nghĩ thêm. Nhưng cảnh tượng vừa chứng kiến trong tâm thần lại in dấu trong lòng hắn, cả đời này không thể tiêu tan, càng không thể quên nổi. Thứ này là thứ gì? Ánh mắt Vương Lâm lại một lần nữa rơi lên người pho tượng. Lần thứ hai nhìn lại, cảm thụ lại hoàn toàn bất đồng với lần đầu, chỉ thấy mọi việc như bình thường. Giờ phút này pho tượng lộ ra uy nghiêm khó có thể hình dung được. Uy nghiêm này có thể khiến tất cả tu sĩ trước mắt mặt trở thành kiến hôi. Cho dù là cả thiên địa thì trước mặt nó cũng phải khuất phục. Thậm chí Vương Lâm có thể mơ hồ cảm thụ, chỉ sợ là tu sĩ bước thứ ba ở trước mặt pho tượng này cũng phải run rẩy. Hắn rốt cục là ai? Vương Lâm trầm mặc. Cả đời hắn đã gặp rất nhiều pho tượng. Trước nay chỉ có pho tượng Thanh Lâm trong vùng đất Yêu Linh là khiến cho hắn rung động nhất. Có thể khiến cho người nhìn nó tâm thần như muốn sụp đổ. Chỉ là nếu so sánh với pho tượng trước mặt này thì tuy cái cảm giác tâm thần sụp đổ không dày. Nhưng Vương Lâm lại mơ hồ cảm thấy, trước pho tượng này thì Thanh Lâm cũng chỉ như một con kiến hôi. Pho tượng khắc một người nam tử trung niên bình thường. Nam tử này đang ngẩng đầu, thần sắc bình tĩnh, không buồn không vui, vẻ mặt không thể hiện gì. Pho tượng này ngươi lấy được từ nơi nào? Vương Lâm Thủy Chung vẫn nhìn pho tượng này, không nhìn về phía tham lang, chậm rãi mở miệng. Trong lúc nói chuyện, tay phải hắn vung lên, khiến cho định thân thuật trên người tham lang hơi lỏng ra một chút, có thể nói chuyện. Ở trong một khu mộ, tham lang trầm mặc chỉ trong chốc lát, trong lòng thầm than, mở miệng nói. Muốn vào thái cổ tinh thần thì phải phá vỡ phong giới đại trận. Với tu vi của ngươi quyết không có khả năng mở được trận pháp này, ngươi làm sao tiến vào được nơi này? Tiếng nói của Vương Lâm lạnh như băng, ẩn chứa một tia hàn ý, xâm nhập trong tâm thần tham lang khiến thân thể hắn run lên. Cũng là ở khu mộ đó, tất cả pháp bảo của ta, phù kinh kiếm, cốt bi, vũ ma thương, thiên hoàng lô, còn có cả vạn cổ mộc linh. Cổ tức diệp và ma hồn bình đều là lấy được từ cổ mộ đó. Tham lang thấp giọng nói, bỏ qua mọi phản kháng. Hắn hiểu rõ rằng nếu mình nói thật thì có lẽ còn có thể giữ mạng. Nếu không nói thì trước mặt hạng người sát khí ngập trời này tuyệt hắn sẽ không nương tay. Thậm chí nếu để đối phương nghi ngờ, thi triển siêu thần thuật thì bản thân mình dù không chết cũng trở thành ngu ngốc. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, nhìn về phía tham lang, chậm rãi nói. Cổ mộ gì? Kể lại chi tiết một chút, chớ để ta phải siêu hồn ngươi. Tham lang không dám giấu giếm, vội vàng thấp giọng mở miệng. Năm đó ta từ chỗ vọng nguyệt bỏ chạy không chết mà ẩn thế ở trong một tu chân tinh hoang phế tại La Thiên Tinh Vực, tránh né sự đuổi giết của ngươi, toàn lực chữa thương. Rất lâu sau đó, ta nghĩ ngươi sẽ không đuổi theo, có lẽ là ngươi còn cho rằng ta đã chết, liền an tâm ở trên tu chân tinh đó nghỉ ngơi lấy sức. Cho tới khi toàn bộ thương thế của ta hoàn toàn hồi phục thì ta mới rời khỏi nơi này. Lúc đó ngươi đã không còn ở La Thiên Tinh Vực. Cả La Thiên Tinh Vực cực kỳ trống trải, tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều đã đi Liên Minh Tinh Vực, triển khai chém giết, cho nên ta cũng có cơ hội. Cả đoạn đường đi ta đều an toàn, đang tự hỏi không biết có nên trở lại Liên Minh Tinh Vực hay không. Hơn nữa năm đó sau khi vọng nguyệt nuốt ta thì toàn thân, kể cả nguyên thần đều bị dính hơi thối không thể xua tan. Từ rất xa người ta đã ngửi thấy, khiến cho ta cũng không thể chịu đựng nổi. Vì vậy ta liền chu du trong tinh không, tìm phương pháp làm tiêu tan mùi thối trên cơ thể. Một năm nọ ta ở bên bờ La Thiên Tinh Vực, mơ hồ phát hiện hàng rào của giới nội, lại thấy một dòng xoáy kỳ dị. Dòng xoáy nọ xuất hiện rất đột ngột, dường như là trực tiếp hiện ra trước mặt ta vậy. Chuyện như thế ta cũng cảm thấy bất ngờ, cả đời này ta gặp còn nhiều chuyện cổ quái hơn nhiều. Thậm chí năm đó khi kết đan, đang chém giết với người khác, sắp không địch lại được hắn thì đại đỉnh Na Di từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đụng chết đối phương. Vương Lâm nhướng mày, mở miệng nói. Nói vào trọng điểm đi, thân thể tham lang run lên, vội vàng nói. Dòng chảy kia vừa xuất hiện, trong tâm thần ta liền có một cảm giác cực kỳ mãnh liệt. Loại cảm giác này cả đời ta chưa bao giờ cảm thấy mãnh liệt như vậy. Dù là năm đó đại đỉnh đập, chết địch thủ rơi xuống trước mặt ta cũng không có cảm giác mãnh liệt như vậy. Dù là lần đầu ta gặp vọng nguyệt cũng không. Hắn vừa nói tới đây liền thấy Vương Lâm nhíu mày lần nữa, trong lòng lạnh ngắt, vội vàng không nói nhảm nữa mà nói thẳng ra. Ta không chút do dự nhảy vào trong dòng xoáy nọ. Vừa đi vào thì dòng xoáy này liền tiêu tan. Từ lúc nó xuất hiện tới lúc tiêu tan không đầy ba hơi thở. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, dần dần trở nên lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào tham lang, từ từ mở miệng. Nghe như là dòng xoáy này đặc biệt mở ra vì ngươi. Sắc mặt tham lang đại biến, vội vàng mở miệng nói. Ta không nói dối, những lời này hoàn toàn là từ tâm can. Ta biết loại chuyện này có lẽ ngươi không tin. Nhưng sự thật là như thế, những chuyện như thế này không chỉ phát sinh với ta một lần.
8 tuổi ta ở ngoài thôn chơi đùa cũng có thể nhặt được hoàng tinh. Rơi xuống sườn núi cũng có thể tìm được chu quả. Rồi cả thái cổ lôi long, cùng người ta chém giết thì đại đỉnh Na Di từ trên trời giáng xuống. Người khác muốn đi vũ tiên giới phải cướp đoạt vũ đỉnh, ta thì đang phi hành, vũ đỉnh tự động bay tới trước mặt. Người khác tiến vào tiên giới phải cẩn thận tìm tiên kiếm ngọc mà cũng chỉ có rất ít. Ta lần đầu đi vào liền được truyền tống ngay tới một động phủ của tiên vương. Còn có một nơi di tích thượng cổ ở liên minh tinh vực năm đó, người khác rất khó tìm được cửa vào. Ta vừa đi ba bước đã được truyền tống vào trong. Tham Lang sợ Vương Lâm không tin, nếu điều này là nói dối thì thôi. Nhưng mà Tham Lang biết, tất cả những gì mình kể đều là sự thật. Có đôi khi chính bản thân hắn cũng cảm thấy rất khó tin. Ngươi tiếp tục nói đi, sau khi tiến vào dòng xoáy, ngươi thấy gì? Vương Lâm cắt lời Tham Lang, mở miệng nói. Trong dòng xoáy kia dường như là một thế giới khác, cực kỳ hỗn loạn, lại cũng có không gian loạn lưu tràn ngập. Chỉ hơi đi nhầm một bước là rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nơi này có vô số cự thạch trôi nổi, vờn quanh bốn phía, ở chỗ sâu nhất còn có một mảnh sương mù bao phủ, không thấy rõ ràng. Ta ở trong đó không tìm được đường ra, bị vây mấy trăm năm. Nơi đó tử khí rất đậm, mà theo quan sát của ta thì hình như nơi đó là một phần mộ. Thậm chí ở đó trên một tảng đá ta còn tìm thấy một cái đầu lâu. Cái đầu lâu này vô cùng khổng lồ, ước chừng trăm trượng, cực kỳ dữ tợn, ở mi tâm của hắn còn có tinh điểm. Thiên Hoàng Lô cũng được ta phát hiện ở đó. Lúc ấy trong lò còn có hương thơm tỏa ra, dường như là đang tế bái vậy. Càng đi sâu vào trong ta dần dần phát hiện ra bên trong có càng nhiều đầu lâu, toàn bộ đều lộ ra oán khí nồng đậm và vẻ không cam lòng. Trong đó còn có một số đầu lâu có một sừng hoặc hai sừng. Mà một bộ phận trong đó trước mặt có đặt pháp bảo. Ánh mắt Tham Lang lộ vẻ nhớ lại, mơ hồ có cả vẻ sợ hãi. Pháp bảo này của ta trừ pho tượng và vạn cố mộc linh đều là lấy được ở trước những đầu lâu này. Chẳng qua thời gian mấy năm ta đều ở phía ngoại vi cẩn thận Nazi, không dám tiến vào bên trong, lại càng không hiểu bên trong đó có gì. Cho tới một ngày ta di động giữa hai tảng cự thạch thì gặp phải một lượng lớn không gian loạn lưu. Nếu bị cuốn vào thì với tu vi của ta hẳn là phải chết. Dưới nguy cơ ta liền vội vàng lui lại phía sau, bước vào chỗ sâu bên trong. Sau khi tiến vào bên bờ của nơi này, ta liền lập tức cảm nhận được những tiếng kêu thê lương từ bốn phương tám hướng điên cuồng truyền tới. Tiếng kêu đó rơi vào tai khiến cho thân thể ta run rẩy từ tận linh hồn. Ta không dám đi loạn ở nơi này, cho tới mấy năm sau mới cũng không có can đảm, muốn rời khỏi nơi này. Trở lại bên ngoài, ta mơ hồ cảm thấy chỗ sâu bên trong không phải nơi ta có thể tiến vào. Nếu ta tiếp tục tiến vào thì hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng ngay lúc ta cẩn thận nghĩ tới việc rời đi thì lại bị một cơn gió lốc lớn đánh tới, trọng thương hôn mê đi. Tới khi ta tỉnh lại thì đã ở trong một khu rừng rậm khô héo. Khu rừng rậm này quá lớn, liếc mắt nhìn không thấy tận cùng, dù là thần thức tản ra thì cũng không thể bao phủ toàn bộ. Mà nhìn cây cối trước mắt thì đều đã chết khô, không có một cái lá nào. Ta sợ hãi tiến tới, cũng không biết là đi đã bao nhiêu năm, đột nhiên ta thấy được một cây đại thụ duy nhất chưa hoàn toàn khô héo. Trên cây đại thụ đó có một cái lá cây khô vàng. Đây là cái lá cây đầu tiên ta nhìn thấy ở nơi này. Cái lá đó sau đó bị ta lấy đi, cùng với cây đại thụ chưa khô héo đặt vào trong túi trữ vật. Ta không biết là khu rừng rậm này rốt cục là địa phương thần bí nào, chỉ có thể không ngừng tiến về phía trước. Dần dần ta cảm giác tựa hồ như đã trải qua cả trăm ngàn năm. Càng tiến về phía trước thì sự khô héo lại càng nghiêm trọng, tới cuối cùng dường như nơi này chỉ chạm vào là hóa thành tro bụi. Cho tới một ngày ta đi tới được trung tâm khu rừng rậm này, ở đó ta thấy được một pho tượng. Trong nháy mắt khi ta nhìn thấy pho tượng này, ta mơ hồ có cảm giác. Có lẽ bởi vì pho tượng này mà cả khu rừng rậm vô biên vô hạn đều bị héo rũ và tử vong. Ta cảm thấy pho tượng này nhất định là một bảo bối, vì thế liền đem đi. Ngay trong nháy mắt khi chạm vào nó, lập tức trước người ta liền xuất hiện một dòng xoáy. Dòng xoáy này cùng với cái mà ta tiến vào giống hệt nhau. Ta mừng như điên, không chút do dự lập tức nhảy vào trong dòng xoáy. Sau ta khi xuất hiện thì đã ở một mảnh tinh vực xa lạ, về sau ta mới biết nơi này chính là ngoài phong giới đại trận. Tham Lang nói xong liền nhìn về phía Vương Lâm. Vương Lâm chau mày, đôi mắt lộ vẻ suy tư. Trong ánh mắt Tham Lang lóe lên tia sáng không thể tra xét được. Hắn từ khi nói xong một nửa đã thấy thân thể không còn bị hạn chế nữa. Hình như thời gian có hiệu lực của định thân thuật đã trôi qua. Giờ phút này trong nháy mắt khi Vương Lâm trầm tư, trong lòng Tham Lang cực kỳ khẩn trương nhưng lại chậm rãi lui về phía sau. Sau đó lao mạnh đi, bỏ chạy. Nhưng trong nháy mắt khi thân thể hắn lao ra thì Vương Lâm lại tùy ý giơ tay phải lên chụp một cái. Nhất thời Tham Lang liền kêu lên một tiếng bi thảm, thân thể dường như bị cách không bắt lấy, bay về phía tay phải Vương Lâm. Mắt thấy thiên linh sắp sửa bị Vương Lâm chụp phải thì từng luồng lực hút kỳ dị từ trong lòng bàn tay Vương Lâm truyền sâu vào trong đầu Tham Lang. Sự sợ hãi như hồng thủy bao trùm Tham Lang, hắn thê lương hét lên. Ngươi đã đáp ứng không giết ta rồi. Hắn vừa nói lời này thì đột nhiên tay phải Vương Lâm rơi vào thiên linh của hắn, thần thức ầm ầm truyền ra, tiến vào trong nguyên thần hắn tra xét trí nhớ. Cùng lúc đó,
Dưới thần thức mênh mông của Vương Lâm, lôi đình ầm ầm giáng xuống. Tia chớp lóe lên quanh quẩn trong tinh không, ngưng tụ vào tay phải Vương Lâm, chui vào trong nguyên thần của Tham Lang. Lấy bổn nguyên lực lôi đình của Vương Lâm thì đã có thể một lần quét kỹ càng một lượt ký ức của Tham Lang. Thân thể Tham Lang run rẩy, chỉ trong chốc lát mồ hôi ướt nhẹp. Nhưng cũng chính trong lúc này, tay phải Vương Lâm vung lên, ném Tham Lang ra xa. Ta cũng không lấy không pháp bảo của ngươi, ngươi đi đi. Sắc mặt Tham Lang trắng bệch, lập tức cắn chót lưỡi phun ra một ngụm máu tươi, hóa thành một đạo cầu vồng vội vàng lóe lên, chớp mắt một cái đã không thấy bóng dáng hắn. Trong tinh không, ánh mắt Tham Lang lộ vẻ khiếp sợ sau khi chết hụt, lại còn tràn ngập ủy khuất. Đây là lần thứ hai ta bị hắn đoạt pháp bảo. Ta thề suốt đời này sẽ không để chuyện này phát sinh lần thứ ba. Lúc này pháp bảo đã mất sạch, mà ở vùng đất điên lạc này quá mức nguy hiểm. Ta phải nhanh chóng trở về động phủ lấy những vật còn lại, rời khỏi vùng đất điên lạc. Tham Lang vừa bỏ chạy, vẻ ủy khuất càng nồng đậm, sau khi đổi hướng đi vô số lần, xác định Vương Lâm không đuổi theo, thân thể liền nhoáng lên, biến mất hoàn toàn. Khi hắn xuất hiện thì đã ở trên một tu chân tinh. Hắn vừa hiện thân liền bay thẳng tới một ngọn núi, trực tiếp hóa thành một đạo cầu vồng lao vào trong ngọn núi, tay áo vung lên. Ngọn núi liền truyền ra tiếng ầm ầm, xuất hiện một đạo khe hở. Tham Lang không chút do dự tiến vào, nhưng ngay trong nháy mắt khi hắn tiến vào động phủ thì thân thể giữ lại. Một luồng hơi thối từ bên trong cái khe truyền ra, áp vào mặt hắn suýt nữa khiến hắn ngất xỉu. Sao lại thối như vậy? Tham Lang vừa mắng, đột nhiên ngẩn ra, kêu lên sửng sốt. Hắn vội vàng đưa tay lên chóp mũi, cẩn thận hít hà, sau đó lộ ra vẻ không thể tin nổi. Mùi thối trên người ta đã không còn, ngay cả khứu giác cũng khôi phục bình thường. Mùi thối vốn từ trong phủ tạm, ta đã quen, căn bản là không thể ngửi được. Ánh mắt Tham Lang lộ vẻ vui mừng, mấy trăm năm qua hắn đã luôn mơ tới việc giải quyết được hơi thối trên người. Sau khi gặp phải Vương Lâm, mất đi cơ hội đoạt thi thể bọ cạp vạn cổ, vốn đã tuyệt vọng nhưng lúc này không ngờ lại có thể loại bỏ được mùi thối trên cơ thể. Ta cũng không lấy không pháp bảo của ngươi. Tham Lang lập tức nhớ lại lời nói trước khi đi của Vương Lâm, thần sắc lộ vẻ phức tạp. Bỏ qua cho Tham Lang xong, Vương Lâm xoay người cất bước, trở tu chân tinh của ám hạt tộc. Tham Lang không ngại cách trở giữa giới nội và giới ngoại, tới tận thái cổ tinh thần này chờ mình, đem pháp bảo tới giao cho mình. Hơn nữa còn có niềm vui khi tha hương gặp lại Cố Chi khiến cho Vương Lâm không thể ra tay giết hắn. Tham Lang này đúng là phúc tinh của ta, không thể giết, phải thả ra. Ta còn rất chờ mong gặp được hắn lần thứ ba. Đến lúc đó không chừng lại có thêm một ít pháp bảo nữa. Vương Lâm mỉm cười, lắc đầu liền xuất hiện trên tu chân tinh của ám hạt tộc. Gần 1000 tu sĩ của Vân Độn tộc lúc này không dám rời đi, vẫn đang ở đây chờ đợi. Trung Đại Hồng vừa hưng phấn, khí thế cao ngất trời chỉ vào mấy tu sĩ Vân Độn tộc đang chữa thương cho mình, nằm nghiêng ở đó không ngừng hừ lạnh. Mỗi một tiếng hừ lạnh này khiến cho đám người này đều run rẩy tâm thần. Ánh mắt họ nhìn về phía Trung Đại Hồng đều lộ vẻ kính sợ. Bọn họ không phải sợ Trung Đại Hồng mà sợ chủ nhân của Trung Đại Hồng. Nhất là tộc trưởng khi thấy ngọc bội của Vương Lâm thì ánh mắt cũng như lời nói đều lộ ra cho mọi người biết được. Là lần này đã trêu chọc phải người không thể chọc, sợ là đại họa tới nơi rồi. Ám hạt tộc bị đuổi tản ra ngoài hiện giờ cũng được Vân Độn tộc cung kính mời trở về, lại cũng được xuất ra đan dược trị thương. Thậm chí ngay cả lão giả họ Trương đi theo Trung Đại Hồng cũng được mời về. Sớm biết thế này thì lúc đầu cần gì làm vậy? Hừ, lão phu đã nói từ sớm rồi, ngươi lại mãi không chịu tin. Con mắt như thế thì giữ lại làm cái gì chứ? Phía sau Trung Đại Hồng có hai nữ tu của Vân Độn tộc đã xoa bóp cho hắn. Thần sắc hắn rất thoải mái, giọng nói cuồng ngạo. Không phải là lão phu xem thường các người. Tu vi của các người thì chủ nhân của ta chẳng thèm coi vào đâu. Chỉ một chưởng là đủ khiến các người bay tất, chẳng khác gì giết một đám kiến hôi. Trung Đại Hồng ngẩng đầu, khinh thường giáo huấn. Tu sĩ Vân Độn tộc bốn phía liên tục gật đầu vâng dạ. Mặc dù người này có hơi cao ngạo nhưng mà toàn tộc đang đứng trước đại họa, không dám phản bác. Tộc trưởng Vân Độn tộc và mấy trưởng lão đều cung kính đứng bên cạnh Trung Đại Hồng, vẻ mặt đầy nụ cười rua, không ngừng gật đầu. Xin đại nhân thứ lỗi cho, ta thật sự không biết thân phận của đại nhân. Xin ngài hãy nói giúp cho chúng ta, sau này tiểu nhân còn xin dâng lên hậu lễ. Tộc trưởng Vân Độn tộc trong lòng khô sở, tu vi của hắn rõ ràng cao hơn đối phương rất nhiều. Một ngón tay cũng có thể giết đối phương tới 100.000 lần nhưng lúc này lại phải cẩn thận hầu hạ hắn. Trung Đại Hồng được nữ tu phía sau xoa bóp rất thoải mái, kiêu ngạo nói. Nếu biết sai rồi thì ta cũng cho các người cơ hội sửa sai, nhưng mà... Tộc trưởng Vân Độn tộc vội vàng tiến tới vài bước, tay phải lật lên, xuất ra một chiếc bình ngọc. Trong mắt hiện lên một tia đau lòng không nỡ nhưng cắn răng vội vàng đưa ra. Một chút tấm lòng nho nhỏ, xin đại nhân nhận lấy. Trung Đại Hồng cầm lấy mở ra, ánh mắt lộ vẻ vui mừng, thu lại, ho một tiếng, kiêu ngạo nói. Lão phu sẽ thử xem. Đúng lúc này thì trên bầu trời có sóng gợn quanh quẩn, thân ảnh của Vương Lâm từ trong đó bước ra. Trong nháy mắt khi hắn xuất hiện, thần sắc Trung Đại Hồng lập tức biến đổi, đứng vọt dậy, sợ rằng động tác chậm chạp, đẩy nữ tu phía sau ra, vẻ mặt a dua nói.
cung nghênh chủ nhân Khải Hoàn trở về. Trung Đại Hồng mấy ngày nay không được gặp người, không được nghe lời nói của người. Ngay cả nhập định cũng không nổi, luôn luôn cảm thấy trong lòng trống rỗng. Mỗi lần đều muốn hô tên chủ nhân 100 lần mới có thể nhập định. Nhưng dù là vậy cũng không thể thể hiện sự nhớ nhung trong lòng tiểu nhân đối với chủ nhân. Chỉ có nhìn thấy chủ nhân, ở bên cạnh chủ nhân thì trong lòng tiểu nhân mới yên tĩnh lại. Trung Đại Hồng bước lên phía trước, ngẩng đầu thi triển thần công vô địch, lại càng cẩn thận sợ ngôn ngữ của mình quá khoa trương sẽ khiến Vương Lâm không hài lòng. Giờ phút này vẻ cao ngạo của hắn đã không còn, thay thế bằng một vẻ azure không ngừng. Tu sĩ Vân Độn tộc lần đầu tiên được thấy cảnh tượng như vậy, cả đám người lập tức trợn mắt há mồm. Ngay cả tộc trưởng Vân Độn tộc vừa mới tặng hậu lễ cũng hơi sửng sốt. Hắn không thể tưởng tượng nổi một người trong thời gian ngắn như vậy làm sao có thể biến hóa tới tương phản như thế. Vân Độn tộc cuối cùng cũng không thể rời khỏi tu chân tinh này. Không có sự đồng ý của Vương Lâm, bọn họ không dám. Mà Vương Lâm sau khi trở về liền lập tức thi triển thần thông, tạo ra một tòa động phủ khổng lồ, sau đó bắt đầu bế quan. Bên ngoài động phủ có nhiều tầng cấm chế, khiến trong phạm vi mấy trăm dặm không có bất cứ tu sĩ nào có thể bước vào nửa bước. Bên ngoài mấy trăm dặm động phủ của Vương Lâm, địa vị của ám hạt tộc tất nhiên là cao nhất, chiếm một khu vực, Vân Độn tộc bất đắc dĩ chỉ còn cách tìm một nơi khác ở tạm. Trung Đại Hồng cực kỳ kiêu ngạo, bước vào chỗ của hai tộc như chỗ không người, trong thời gian này vui vẻ vô cùng. Cái loại cảm giác được người khác luôn luôn quan tâm này khi hắn ở Thiểm Lôi tộc chưa từng được hưởng. Trong động phủ, Vương Lâm ngồi khoanh chân, hai mắt lộ vẻ trầm tư. Hắn lúc trước ở Long Giáp tộc đã được sứ giả của Đại Đế nói qua. Sau 3 tháng sẽ là một ngày cực kỳ trọng yếu của vùng đất Điên Lạc. Chính là ngày tuyển chọn trường lão Lạc Sinh hội một lần nữa. Có lẽ thân phận của những người hiện nay, có người còn giữ được, có người sẽ bị thay thế. Chẳng qua việc này Vương Lâm cũng không quan tâm, không có quan hệ với hắn. Hắn để ý tới chính là Hỏa Tước tộc, làm thế nào để có thể thông qua lần tuyển chọn trưởng lão của Lạc Sinh hội lần này mà đạt được mục đích. Môi đã tung ra rồi. Hai mắt Vương Lâm chợt lóe lên, nhắm mắt lại, thần thức yên lặng tản ra, cảm thụ trong cõi mơ hồ có một sự liên lạc kỳ dị. Dần dần thần thức của hắn dường như dung nhập vào trong thiên địa, trở thành một bộ phận của thiên địa. Một lúc lâu sau, Vương Lâm chậm rãi mở mắt ra. Một tia khí tức quen thuộc tựa hồ từ trong tinh không xa xôi, không biết từ nơi nào, càng ngày càng đi xa. Ở bên ngoài vùng đất Điên Lạc, trong tinh vực Lão Hắc Tinh, ba tộc nhân của Hỏa Tước tộc đang bay vút đi. Giữa ba người chính là nam tử năm đó, thần sắc cực kỳ ngưng trọng, vừa đi vừa chạm tay vào mi tâm, hai mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị. Trưởng lão để ta đưa thứ máu trong đan dược đó về tộc nghiên cứu. Việc này đối với tộc ta cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể có sai lầm. Nếu như trưởng lão phân tích đúng thì tộc trưởng và các đại trưởng lão sau khi nhìn thấy thứ máu này tất nhiên sẽ đưa ra mệnh lệnh. Ánh mắt nam tử lộ vẻ kiên định, cùng với hai người bên cạnh tăng tốc, nhanh chóng biến mất ở nơi xa. Vương Lâm mở hai mắt, thần thức tiêu tan, khóe miệng lộ nụ cười lạnh. Máu trong hồn đan kia ẩn chứa nhiệt độ cực cao, có một tia khí tức của bổn nguyên, trừ máu của bản thân hắn ra thì không có thứ gì có thể thay thế. Cho nên hắn có thể dựa vào sự liên lạc giữa máu huyết mà ở giữa khoảng cách tinh vực vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được vị trí đại khái. Máu có một tia bổn nguyên kia sau khi đưa về Hỏa Tước tộc chắc chắn sẽ gây lên sóng gió. Đến lúc đó phối hợp với kế hoạch của ta thì việc thu được hỏa bổn nguyên của Hỏa Tước tộc hẳn sẽ thành. Lúc này nếu máu đã được mang đi, vậy thì nên triển khai bước thứ hai rồi. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, lộ vẻ âm u, tay phải giơ lên vung một cái. Lập tức trước mặt hắn mở ra một khe không gian. Khe không gian kia vừa mở ra, lập tức có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Tiếng kêu kia thê lương tới mức khiến cho tâm thần run lên. Hứa Gia Gia, tiểu bưu sai rồi, thật sự sai rồi, cầu mong Hứa Gia Gia tha cho tiểu nhân. Tiểu nhân từ nay về sau không dám nữa. À. Một tiếng hét thảm lại truyền ra, kèm theo là tiếng cười râm râm của Hứa Lập Quốc. Rơi vào tay Hứa Gia Gia nhà ngươi cũng là người may mắn. Hứa Gia Gia nhà ngươi cô độc đã mấy ngàn năm nay rồi, tuyệt đối sẽ không giết ngươi đâu, nhất định sẽ thương hương tiếc ngọc. Kim Bưu tiểu bảo bối, ngươi yên tâm đi, Hứa Gia Gia sẽ không khiến ngươi đau đớn đâu. Tiếng kêu thảm thiết kia lại vang lên liên tiếp, bi thảm vô cùng. Vương Lâm cau mày, ho khẽ một tiếng. Tiếng động này rơi vào trong không gian chữ vật khiến cho trong đó đột nhiên lặng ngắt như tờ. Ngay sau đó tiếng nói vui mừng và sợ hãi của Hứa Lập Quốc vang vọng thiên địa, cả người hóa thành một đạo ô quang từ trong không gian chữ vật lao ra. Trên tay Hứa Lập Quốc còn mang theo một người. Quần áo người này bị tàn phá, cứ như là vừa bị cường bạo vậy. Thân sắc cực kỳ tiều tụy, đôi mắt cũng lộ vẻ hoảng sợ, bị Hứa Lập Quốc nắm trong tay, xuất hiện trước mặt Vương Lâm. Chủ nhân, có chuyện gì cần làm sao? Người yên tâm, tiểu Hứa tử lần này nhất định làm tốt, không để giống như chuyện Thiểm Lôi tộc. Hứa Lập Quốc ném Kim Bưu sang một bên, xoa tay cuống quýt cam đoan. Vương Lâm vẫn không nhìn Hứa Lập Quốc mà nhìn vào Kim Bưu bên cạnh. Kim Bưu bị ánh mắt Vương Lâm đảo qua, thân thể lập tức ầm ầm run rẩy, trong nội tâm tràn ngập sự sợ hãi không thể hình dung. Hắn sau khi bị ném vào không gian chữ vật, cả ngày bị Hứa Lập Quốc nọ hành hạ, chịu đủ mọi khổ sở.
lại càng bởi vì sự ác độc của Hứa Lập Quốc mà khiến cho mỗi khi nghĩ tới khiến hắn cảm thấy như một cơn ác mộng. Kim Bưu Tử, ngươi cũng biết lỗi sao? Vương Lâm chậm rãi mở miệng. Lời nói này rơi vào tai Kim Bưu khiến hắn run rẩy kịch liệt hơn, phịch một tiếng liền quỳ xuống mặt đất, nước mắt ròng ròng mà nói: "Thượng tiên, tiểu nhân biết lỗi rồi, biết lỗi rồi. Mong thượng tiên cho tiểu nhân một cơ hội sửa sai. Sau này tiểu nhân không bao giờ dám đi lừa gạt người khác nữa." Vương Lâm khoanh chân, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng gõ lên gối, ánh mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, nhìn Lưu Kim Bưu, trầm giọng nói: "Nói cho ta biết, nếu như không có ngọc bội kia thì ngươi làm sao có thể lừa gạt người ta?" Lưu Kim Bưu lau nước mắt, thần sắc tràn ngập hối lỗi, vội vàng nói: "Thượng tiên, thuật lừa gạt của tiểu nhân đều dựa vào ngọc bội đó mới có thể hành động được. Hiện giờ ngọc bội đã bị thượng tiên thu rồi, tiểu nhân không thể lừa gạt được ai nữa, cầu mong thượng tiên bỏ qua cho tiểu nhân, thả cho tiểu nhân đi. Tiểu nhân tuyệt đối không thể lừa gạt ai nữa rồi." Hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe lên, gật đầu, chậm rãi mở miệng nói: "Nếu không có thuật lừa gạt thì lưu lại mạng ngươi cũng không cần thiết nữa." Vẻ mặt Lưu Kim Bưu lộ ra vẻ vui mừng nhưng rất nhanh liền biến thành sửng sốt. Khi hiểu ra ý tứ của Vương Lâm, thần sắc hắn đại biến. Nhất là khi thấy hàn quang trong mắt Vương Lâm, thân thể hắn lại càng run lên, vội vàng cao giọng van xin: "Thượng tiên hiểu lầm rồi, thượng tiên hiểu lầm rồi, tiểu nhân nói sai rồi. Dù là không có ngọc bội kia thì thuật lừa gạt của tiểu nhân cũng kinh thiên động địa, đưa mắt khắp Vân Hải tinh vực không người nào có thể sánh bằng. Tiểu nhân đã sớm nghĩ là không nên quá mức ỷ lại vào ngọc bội đó, cho nên bình thường không phải vạn bất đắc dĩ thì cũng không sử dụng ngọc bội, đều là tự mình lừa gạt. Cứ luyện tập thường xuyên như vậy, lúc này đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh rồi." "Hả? Như ngươi nói thế thì ngươi có giải thích gì về thuật lừa gạt?" Ngón trỏ tay phải Vương Lâm vẫn gõ lên đầu gối như trước, lời nói bình thản. Nhưng động tác này rơi vào trong mắt Lưu Kim Bưu thì khiến tâm thần hắn như nhảy lên theo ngón tay của Vương Lâm. Thuật lừa gạt nói trắng ra chính là phải sắp đặt kỳ lưỡng, lợi dụng tất cả thủ đoạn. Chỉ cần người khác tin tưởng hoặc hiểu lầm, thậm chí là thành kiến cũng có thể đạt được mục đích. Trong thủ đoạn còn phải ngụy trang, thậm chí có thể khiến bản thân hoàn toàn tin tưởng những gì mình nói, sau đó mới có thể khiến người khác tin tưởng. Lưu Kim Bưu cẩn thận giải thích, sau đó ngẩng đầu nhìn thần sắc Vương Lâm. Thấy Vương Lâm hơi hơi gật đầu, trong lòng hắn mới nhẹ nhàng hơn một chút. Thuật lừa gạt tiểu nhân nghiên cứu chia làm 3 cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất chính là lừa gạt người khác. Cảnh giới thứ hai là lừa gạt chính mình. Cảnh giới thứ ba đã đạt tới trình độ tương đối cao. Sau khi hiểu được thì nhìn núi là núi nhưng lại không phải là núi, phản phát quy chân, lại trở về cảnh giới ban đầu là lừa gạt người khác. Nói về 3 cảnh giới này thì có vẻ đơn giản nhưng trên thực tế trong cuộc sống của những kẻ lừa gạt, chúng ta hầu hết đều kẹt tại cảnh giới thứ nhất. Nói thẳng ra họ chính mình còn không tin, lừa gạt cũng chỉ để lừa gạt, thật sự không có chút thành tựu. Lưu Kim Bưu hoàn toàn trầm tĩnh, nhưng nói năng vẫn cẩn thận như trước. Chỉ có sau khi đạt tới cảnh giới nhất định rồi thì đối với chuyện lừa gạt mới có minh ngộ. Tự nhiên mà tiến vào cảnh giới thứ hai lừa gạt chính mình, lợi dụng tất cả các phương pháp, tất cả kinh nghiệm trong cuộc sống, lúc nào cũng tự lừa gạt bản thân, chậm rãi khiến mình tin tưởng. Do đó, thuật lừa gạt đã khá thành công. Lưu Kim Bưu hít sâu một hơi, tựa hồ quên đi hoàn cảnh của mình, thần sắc lộ vẻ nghiêm túc. Trong những người đồng thế hệ của tiểu nhân, người có thể đạt tới cảnh giới thứ hai này không phải là không có. Lão Phu mất mấy năm nay hành tẩu thiên địa cũng gặp qua không ít đồng đạo. Mỗi lần gặp nhau đều tiến hành luận đạo một phen, cùng nhau ấn chứng, cùng nhau cảm ngộ. Nhưng khi thấy những người này dù là đang ở cảnh giới thứ hai đều không dám xâm nhập quá sâu. Dù sao những người ở cảnh giới thứ hai, đối với chúng ta mà nói cũng cực kỳ nguy hiểm. Loại nguy hiểm này là do tự bản thân mình, tự mình lừa gạt mình nên rất dễ bị lạc lối. Đắm chìm trong đó không thể tự kiềm chế được, hoặc trở thành quân tử, hoặc trở thành tiểu nhân, lại cũng có thể trở thành người điên. Cũng có một số người thì ở trong cảnh giới thứ hai chìm vào quá sâu, thậm chí đã quên mất mình là một kẻ lừa đảo. Mỗi lần gặp một người như vậy, Lão Phu lại thấy bi thương. Thật đáng buồn, thật đáng buồn. Lưu Kim Bưu lúc này đã hoàn toàn quên đi hoàn cảnh của mình, trong lời nói lộ ra một ý vị kỳ dị. Hứa Lập Quốc ở một bên trừng mất cứng lưỡi, cười nhạo nói: "Không phải chỉ là một tên lừa đảo thôi sao? Làm sao lại nói như là tu đạo vậy?" Không đợi Hứa Lập Quốc nói xong, Lưu Kim Bưu đã xoay phắt người lại, căm tức nhìn Hứa Lập Quốc, ánh mắt lộ ra một tia cao ngạo. Chẳng qua trong cao ngạo lại ẩn chứa một chút cô độc. Đó là một vẻ đang đứng trên đỉnh cao, xem thường chúng sinh. Trẻ con không biết gì làm sao có thể hiểu được trái tim của Lão Phu. Lão Phu 4 tuổi đã bắt đầu lừa đảo, 9 tuổi liền được gọi là thần đồng, dùng thân thể con người lừa gạt cả tu sĩ trúc cơ. 16 tuổi chỉ nhìn ánh mắt đã có thể đọc thấu suy nghĩ trong lòng người. Từ đó về sau ta hành tẩu thiên địa, truy tìm chính là thuật lừa gạt đỉnh cao. Trời đất bao la, thường nói có 3.000 đại đạo. Nhưng lại có ai nói là đã biết hết cả 3.000 đại đạo này, có ai nói được là trong 3.000 đại đạo đó không có thuật lừa đảo đâu. Người tu luyện là tu vi, có thể gọi là đạo, Lão Phu tu luyện chẳng lẽ không phải là đạo sao?
trong chúng sinh có bao nhiêu sinh linh, từ thời vạn cổ tới nay cũng có bao nhiêu sinh linh diệt vong. Thiên địa từ lúc sơ khai đã có sinh linh liền có thuật lừa đảo. Nếu nói thuật lừa đảo vô dụng thì đã sớm tuyệt diệt trong năm tháng, làm gì còn được truyền lưu tới ngày này. Lão Phu đi tìm chính là muốn hỏi trời một câu, trong 3.000 đại đạo, thuật lừa đảo là nhóm thứ mấy? Nếu trong 3.000 đại đạo thật sự không có thuật lừa đảo thì Lão Phu cam nguyện sáng chế ra đạo, ngoài 3.000 đại đạo. Hứa Lập Quốc trợn mắt há mồm, ngay cả Vương Lâm cũng cảm thấy run sợ một chút. Đến đây thì cũng khép lại tập 280 Tiên Nghịch. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.